감사합니다. 정말 제가 베테랑 국민 이렇게 이렇게 상을 받을 줄은 정말 몰랐습니다. 정말 감사합니다. Tôi thành thật cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tôi thật sự thì tôi không ngờ là tôi có thể nhận được sự yêu thương từ cả dân Việt Nam. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.